Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Em là Song Thảo Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Hyundai Tucson Chiếc này của em là phiên bản 1.6 Turbo Sản xuất năm 2018 Màu đỏ mận Biển số Hà Nội Xe của em chạy 5 vạn 7 km Chiếc xe này thì còn khá là mới Và chắc chắn luôn là sẽ được đảm bảo Về mặt chất lượng Nếu như anh chị mua xe ở bên em Có thể mang xe đi hãng Hoặc là các gara đại lý nào mà anh chị tin tưởng để kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Bản này thì giá thành của nó sẽ ngang với cái bản 2.0 dầu xem xem nhau lệch nhau một vài triệu gì đó. Tuy nhiên là bản 1.6 turbo này là bản cao cấp nhất của máy xăng rồi ạ. Chiếc xe này thì một chủ dùng từ đầu chạy 57.000 km và nước sơn thì thật sự là còn rất là mới so với những chiếc cùng đời cùng phân khúc. Cách đây khoảng tầm 3 tháng thì em có một chiếc như thế này Và anh chị nào theo dõi em thì anh chị cũng biết Trước đó thì cách đây 3 tháng em đã bán với giá suýt soát là 800 triệu Thì hôm nay cái giá của chiếc xe này nó cực kỳ rẻ Lát nữa em sẽ công bố giá để cho quý anh chị cùng tham khảo nhé Bây giờ thì mời mọi người xem qua ngoại thất và nội thất của chiếc xe Nước sơn thì quý anh chị yên tâm Thật sự là chiếc này so với một chiếc cùng đời là rất là ok Đẹp, cái đèn pha đây mọi người có thể thấy được nó rất là sáng. Đó. Ngay cả những cái chi tiết như mạ chrome hay là tất cả những cái chi tiết còn lại của chiếc xe này so với một chiếc 2018 thì thật sự em đánh giá chiếc này là uh, điểm 9 trên 10, rất là ok, ổn. Và tất nhiên nếu như anh chị ở xa thì bên em vẫn có dịch vụ giao xe toàn quốc tận nhà cho quý anh chị. Anh chị chỉ việc chuyển tiền và nhận xe tận nhà thôi ạ. Còn anh chị có thể mang xe đi check thoải mái bên em đảm bảo từ A đến Z cho tất cả quý vị và anh chị. Ngoài ra thì bên em vẫn có thể hỗ trợ anh chị vay 70% ở các tỉnh thành lân cận sát với Hà Nội ạ. Bản 1.6 turbo này thì nó là sử dụng động cơ 1.6 turbo. Cái khả năng tăng tốc của nó khá là đột biến so với những cái dòng như là 2.0 hoặc là những dòng như là máy dầu. Nếu như so cái bản này với cái bản uh, 2.0 đặc biệt ấy Thì cái giá thành bây giờ nó lệch nhau không quá nhiều đâu ạ Thời điểm mà nó mới ra Thì nó lệch nhau rất là nhiều Tuy nhiên là thời điểm này thì Xe uh, cũ này nó lệch nhau rất là ít Cho nên là cái bản 1.6 Turbo này được rất là nhiều quý anh chị thích Vì giá nó không lệch quá nhiều so với bản 2.0 đâu Bản 2.0 2018 thì bây giờ anh chị cũng phải mua đến 700 mấy rồi Và chiếc này em cũng chỉ bán 700 mấy thôi Lệch nhau một chút thôi Gọi là có một chút lệch À, đắt hơn một chút thôi. Biển số Hà Nội cũng khá là ok. 25933. Đó, nên là anh chị cứ yên tâm từ chất lượng cho đến uh, mọi chi tiết của chiếc xe. Cái khoang nội uh, thất ở hành uh, cái khoang hành khách ở phía sau ấy á, thì anh chị có thể thấy được nó rất là còn rất là mới. Đó. Trần xe thì còn sáng và sạch. Trên bàn này của em thì được sử dụng cửa sổ trời panorama. Bản này uh, cửa sổ trời này thì sẽ được trang bị trên uh, từ cái bản 2.0 trở lên là đã được trang bị rồi. Rồi. Đó. Lốp sơ cua, uh, kích lốp đầy đủ, không thiếu gì cả. Còn uh, rất là ok và đảm bảo uh, có cốp điện đầy đủ. Đó, quý anh chị có thể thấy được. Như anh chị thì uh, thường xuyên xem kênh của em thì anh chị biết rồi, bên em thì những dòng Túc Sơn hay là Santa Fe hay là một số dòng như Camry thì bán rất là chạy vì đây là một trong số những cái mặt hàng chiến lược của cửa hàng em. Uh, tệp khách hàng bên em cũng khá là nhiều. Uh, nên là nếu anh chị nào có nhu cầu thì có thể alo sớm cho em. Ngoài ra nếu như anh chị muốn mua cái bản uh, uh, 2.0 ấy thì em cũng có một bản sản xuất năm 2020 em mới lên sóng sáng nay thì anh chị có thể bấm vào kênh youtube này của em để có thể xem. Uh, cái nội thất của chiếc xe này thì thật sự là rất là mới ngay cả cái bậc dẫm này đây thì anh chị có thể thấy được uh, nó không hề bị xước sát quá nhiều. Đó. điều này thì thể hiện được chiếc xe này chủ xe họ khá là giữ các cái cánh cửa vách táp ly Đó. cái xe này thì một bạn thanh niên chạy cho nên là uh, từ nội thất này họ rất là giữ cả ngoại thất luôn bình thường nếu như xe có gia đình có trẻ em thì thật sự có giữ đến mức nào thì giữ ở trong khoang nội thất nó vẫn có những cái uh, dấu vết do các em để lại Đó. thì nó sẽ dễ bị dàng uh, bị bẩn hoặc là xấu Đó. ghế mép ghế rồi tất cả các cái chi tiết thì uh, còn rất là mới và ngay cả ở cái mục uh, thể nhắc bảo dưỡng định kỳ đó quý anh chị có thể thấy bảo dưỡng ở 55.000 km, km tiếp theo là uh, khoảng tầm 60.000. Thì hiện tại chiếc này của em chạy 57.000, đi khoảng 3.000 nữa thì anh chị bảo dưỡng thay dầu đó. Trên cái bản này thì uh, sẽ được trang bị thêm màn hình uh, có camera lùi, tích hợp camera lùi luôn. Chỉ có trên uh, đời 2017 18 mới được tích hợp cái màn hình này thôi. 16 sẽ nhập và 16 lật lại thì chưa có đâu ạ Đó Vì em đang để xe, ở trong showroom nên em tắt máy cho đỡ mùi cái xăng nó nổ trong showroom mọi người nhé Thông cảm chút cho em Hiện tại thì chiếc này của bên em đang được bán với giá là 785 triệu Đó, 785 triệu một chiếc uh, Hyundai Tucson sản xuất 2018 Phiên bản 1.6 Turbo, biển số Hà Nội chạy 57.000 km Giá thì cũng rất là hợp lý ở cái thị trường thời điểm này rồi. Đó, vào cái mùa Covid này thì giá cực kỳ êm và ưu đãi hơn rất là nhiều. Trên bản 1.6 turbo này thì sẽ được trang bị thêm cái cảm biến trước sau, chỉ có duy nhất bản này mới có thôi ạ. À, còn những cái bản còn lại thì sẽ không có đâu. Chìa khóa đầy đủ hai chìa cho quý anh chị. Ngoài ra nữa thì trên chiếc xe này còn được trang bị thêm sạc không dây chuẩn Qi. Anh chị có thể dùng những chiếc đoạn, điện thoại thông minh của mình cắm sạc vào sử dụng sạc ở trên xe này luôn. Đó, có ga tự động cruise control và các phím tổ hợp ở trên vô lăng, rất là tiện lợi. Đó. À, nếu như anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này hoặc là mua bất kỳ dòng xe nào của bên em hay là muốn đổi các chiếc xe này của bên em, đổi xe của mình đang đi hay là muốn bán chiếc xe nào đó của anh chị thì bên em vẫn có dịch vụ thu mua và đổi các tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng mọi người nhá. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em qua số điện thoại em này để trên màn hình hoặc là inbox trực tiếp cho em hoặc zalo facebook cá nhân của em với tên là song thảo để có thể thương lượng trực tiếp và em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho quý anh chị có thể xem và trải nghiệm địa chỉ hàng em ở số 89 đường trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội mời anh chị bớt chút thời gian qua đây gặp em còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo